Nên ta sống cho ý nghĩa. Lỡ một ngày mất đi rồi, chôn sâu nằm dưới đáy mồ. Thế bây giờ chúng ta còn sống trên ở cõi trần gian. Hãy thương người, phải yêu đời và yêu tất cả chúng. Trần mộng ta luôn nhớ rằng sống trên đời hên xui có đôi lần, phước con người đôi khi không có nhiều. Có bao người luôn gây ra lỗi lầm để tranh giành danh lợi cho bản thân. Sáng hay hèn do con người phải luôn biết quý trọng nhau. Chết đi rồi nhà cao cửa rộng, chớ khinh khi lúc ra đi, ai ai cũng phải giống nhau. Nhắm mắt rồi xuôi tay rồi, nghiệp ta phải trả thế gian. Trần mộng ta luôn nhớ rằng sống trên đời hên xui có đôi lần, phước con người đôi khi không có nhiều. Có bao người luôn gây ra lỗi lầm để tranh giành danh lợi cho bản thân. Sáng hay hèn do con người phải luôn biết quý trọng nhau. Chết đi rồi nhà cao cửa rộng, chớ khinh khi lúc ra đi, ai ai cũng phải giống nhau. Nhắm mắt rồi xuôi tay rồi, nghiệp ta phải trả thế gian. Sáng hay hèn do con người phải luôn biết quý trọng nhau. Phải giống nhau, nhắm mắt rồi xuôi tay rồi, nghiệp ta phải trả thế gian. Nhắm mắt rồi xuôi tay rồi, nghiệp ta phải trả.